Xin chào. Hôm nay mình ở đây với một đồ chơi mới, đó là cái kit Arduino cho người mới bắt đầu. Cái kit này nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái cảm biến cũng như là những cái phụ kiện để chúng ta có thể bắt đầu học Arduino một cách dễ dàng nhất. Và cái kit này thì mình được tặng bởi Seed Studio, một cái công ty chuyên sản xuất những cái kit cho giáo dục, những kit IoT cho giáo dục. Đó, thì mình sẽ khui thử xem là bên trong nó có bao gồm những cái gì nhé. Thì chúng ta có một cái kit ở đây làm rất là đẹp, phim thủy tinh hai mặt. Đó, nhìn rất là đẹp, all in one, tất cả trong một. Nó sẽ bao gồm những cái cảm biến như cảm biến ánh sáng này, cảm biến âm thanh, cảm biến nhiệt độ độ ẩm, cảm biến áp suất không khí, ba trục, nút bấm này, rồi có chiết áp, màn hình LCD OLED, LED cũng như là còi. Đó. Thì ở giữa này này, nó chính là một cái board Arduino mà được người ta đã tùy biến lại các bạn ạ. Gồm có một con Atmega 328 ở đây. Đấy. Cũng như là một con giao tiếp serial. Ở đây thì nó có những cái làm sẵn những cái rắc để cho chúng ta kết nối nhanh. Đấy. Xem đây còn gì không. À. Ở đây chúng ta có những sợi cáp này, để chúng ta có thể kết nối từ cái board Arduino này ra các thiết bị ngoại vi. Đôi 4, 6 sợi cáp. Bên này chúng ta có một cái cáp micro USB. Dây rất là mềm để chúng ta có thể tiến hành kết nối nó với máy tính để nạp chương trình như thế này. Mình sẽ thử và build một cái chương trình đơn giản nhất để chúng mình test thử xem cái kit này nó sẽ có hoạt động ok không. Tiếp theo là một chương trình nhấp nháy LED. Blink. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái module này, cái kit này để thử chế tạo một chiếc tạo một cái bo điều khiển cho máy hàn xe pin nhé. Bởi vì là mình cũng đang cần đóng một số viên pin ở đây. Mình sẽ tạo một chiếc máy hàn xe pin từ cái kit này. Đây là một ít PCB cũ ngày xưa này. Mình đã hàn sẵn 6 con phép ở đây rồi. Sau khi hàn xong thì nó sẽ như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ tăng cường thêm sợi đồng ở đây để nó dẫn dòng tốt hơn. Kết nối với dây cáp để cắm vào cái bo Arduino. Đây là cái tay hàn xeo này. Mình làm hai kim so le với nhau. Thì khi chúng ta trong quá trình hàn nó sẽ dễ dàng điều chỉnh hơn. Và chúng ta sẽ kết nối cái tay hàn này với lại cái bo điều khiển hàn chắc chắn ở đây. Sau khi kết nối xong, chúng ta sẽ được một cái
module như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối nó với lại cái kit Arduino này. Vậy là xong. Hai cái đầu này chúng ta sẽ kết nối với lại acquy. Đây là âm acquy và đây là dương acquy. Và sau đó là chúng ta hàn được thôi. Đây là hai acquy 20A. Và tay hàn. Dưới là kit. Khung này, kem hàn, thử nha. Nóng thêm quả nữa nha.